Rồi, hello anh em, hôm nay do bên rảnh mình cứ soạn ra được mớ nữa nè anh em. Thì Vinh thanh lý tiếp. Tại lý do tại sao thanh lý là vì trước như anh em biết là Vinh có một cái chi nhánh ở quận 7 ha. Dịch quá là những cái đồ ở bên quận 7 nó dồn về đây hết anh em, cho nên nó rất là chật chội. Anh em cứ qua như mình thì biết ha, không có đường đi. Thì Vinh sẽ thanh lý. Thì có nhiều cây bán lấy vốn, có nhiều cây bán lỗ cũng có nữa anh em. Thì nói anh em không tin đâu, nhưng mà anh em nào mà cung cấp sỉ lẻ đàn á, thì anh em sẽ hiểu được ha. Rồi mình vô vấn đề luôn ha. Thì mình nói sơ ha, cái cây này thường thường bên ngoài cũng bán trên dưới 2 triệu đó anh em. Rồi cây này thì khoảng từ 1,4 triệu cho đến 1,6 triệu ha. Mình nói anh em tham khảo ha. Còn cây này thì cũng trên dưới 2 triệu đó anh em. Cây này, hai cây này thì tầm khoảng 1,6 triệu ngoài ha, có người bán 1,8 triệu cũng có ha. Còn cây này, hai cái này thì khoảng 1,7 triệu 8 ha. Thì coi như là hôm nay Vinh thanh lý là 7 cây này, 1 2 3 4 5 và 6 7 ha. 7 cây này Vinh lấy chẳng 7 triệu thôi anh em, 7 cây 7 triệu. Và Vinh cam kết cho anh em là đèn zin 100% và đang sử dụng tốt nha anh em. Câu đó rất quan trọng nha. Zin 100% và đang sử dụng tốt, qua đem test thoải mái luôn. Ha. Rồi. Anh em trong nghề tự hiểu ha, anh em trong nghề là mình biết là cái giá trị cái đèn như thế nào rồi. Mình bán chủ yếu là để gọn thôi nha mọi người. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.